Hello, xin chào tất cả anh em. Hôm nay em sẽ giới thiệu đến anh em một cây quạt rất là nổi tiếng, dòng nồi đồng cối đá của quạt Nhật. Thì như anh em có thể thấy thì đây là chiếc quạt Lationla, dòng la xoáy. La xoáy là sao? Có nghĩa là chúng ta cầm một cái này đi, chúng ta vặn lên vặn xuống đấy, thì nó gọi là la xoáy. Và tại sao con này được mệnh danh là nồi đồng cối đá? Thì anh em có thể thấy toàn thân con này, từ dưới thân cho lên đỉnh đầu, tất cả đều được làm bằng gang sắt hết, rất là xịn sò, rất là chắc chắn. Chóp là chóp hỏa tiễn nha anh em. Đấy, con này thì là cánh 30, chóp hỏa tiễn, toàn thân gang sắt, phím là phím Pialo. Đây anh em có thể thấy phím này người ta gọi là phím Pialo, và anh em thấy cái độ mới nó rất là cao, xì mạ sáng bóng luôn. Đó. Theo năm tháng thì cũng có vài cái vết như kiểu dạng như thế này, nhưng mà nó không đáng kể, nó mờ mờ giống như kiểu cái vết gì nó tạt qua. Đấy, anh em thấy độ mới của nó rất là cao, cái lớp xi đẹp quá trời. Thân đây là cái phần lồng của nó này. Những cái dòng quạt cổ như cái này thì cái lồng của nó là trước sau đều là lồng sơn hết, và những cái đường viền, cái quan trọng là giữ được những cái đường viền này nó còn rất là sáng, rất là bóng, rất là đẹp, thì nó tạo lên cho cái cây quạt gì cái độ đụng mới nó cao. Đó, anh em có thể thấy. Nói chung tập này cũng không dễ gì mà kiếm được những cây quạt được đẹp như thế này. Đây là cái phần đằng sau này, anh em có thể thấy. Rất là mới. Quay cho anh em xem. Sài Gòn cứ 5 phút mưa, 5 phút lắng. Hài vãi. Sáng giờ mưa phải đến 5-6 trận, xong lại tạnh, lại nắng. Đó. Quay cho anh em tiếp tục này. Con này chạy nồi đồng cối đá mà nên là nó rất là khỏe, rất là êm. Anh em nào mà yêu thích những cây quạt Nhật, mấy con này thì tuổi đời của nó cũng thâm niên rồi, khoảng độ từ những năm 6 mấy. Anh em nào mà yêu thích thì có thể liên hệ với em nhé. Hôm trước có con La Tời, thì so sánh giữa La Tời và cái con này thì đúng là mỗi con đẹp một vẻ. La Tời thì nó hiếm hơn có cái dòng La Xoáy đấy. Rồi, cảm ơn tất cả anh em. Anh em nào mà yêu thích thì có thể liên hệ với em để mua chiếc quạt La Xoáy cánh 30 này. Cảm ơn tất cả mọi người.